Chào các bạn nhé. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh TKNet của chúng tôi. Thì hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn về cách lựa chọn hòm tốc để đưa vào lắp đặt cho dây chuyền sản xuất. Về hôm nay thì để mà có một cái nhìn trực quan hơn thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các cái thông số trên một cái hòm tốc bất kỳ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái con hòm tốc bánh răng xoắn này. Thì hòm tốc này nó có cái cấu tạo là động cơ sẽ kết nối trực tiếp với hòm tốc qua một cái mặt bích. Thì ở trục đầu ra của cái động cơ này sẽ gắn một cái bánh răng xoắn. Bánh răng này sẽ ăn khớp với bánh răng ở trong hòm tốc. Các thông số ghi trên hòm tốc như sau. Thì đầu tiên nó sẽ ghi là cái loại hòm tốc, là đây là hòm tốc là CH-4, nó của hãng sản xuất Chenban. Thì hòm tốc này sẽ có tỷ số truyền là 1/15. Đây cái dòng dây TO đây. Là mình thì nói tiếng Anh nó không được chuẩn lắm nên là các anh chị em là cũng thông cảm. Cái tỷ số truyền nó ghi là 1/15, tức là tốc độ đầu vào của động cơ sẽ chia cho 15 thì sẽ ra cho tốc độ đầu ra của hòm tốc. Đây những thông số tiếp theo ghi trên động cơ như sau. Động cơ này nó sẽ là có công suất là 1,5 kW. Cái hòm tốc này thì có thể hoạt động với điện áp là 220V hoặc 380V. Thì tương ứng với cái điện áp đấy thì là dòng điện nó sẽ là 6,6 ampere hoặc là 3,82 ampere. Tốc độ đầu vào của động cơ là 1430 vòng trên phút. Cái động cơ này nó sẽ hoạt động với hiệu suất khoảng 85,3%. Hòm tốc này thì trục ra của hòm tốc là trục liền. Thì nó sẽ được lắp thêm cái khớp nối và sẽ kết nối với cái thiết bị. Đây còn đây là nút đổ dầu vào hòm tốc, đồng thời nó cũng có tác dụng là thông hơi để tránh cho hòm tốc hoạt động là nó bị nóng. Hòm tốc này thì dạng là dạng chân đế, nó sẽ bật được bắt chân đế vào khung đỡ của thiết bị. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn những cái thông số cơ bản của một hòm tốc. Rất mong những kiến thức của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc của mình. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn với video vừa rồi của mình. Mong rằng các bạn hãy like và chia sẻ kênh của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn.